Hello chị Quẹt thân yêu gần xa, chúc chị một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc anh chị nhé. Ngày hôm nay chủ nhật em An sẽ lên sóng giới thiệu cho chị một cặp xe 5 chỗ gầm cao với cửa tiền 5.500 anh chị nhá. Là chị đã sở hữu một xe này rồi. Trước mắt chị là một chiếc Hyundai Kona bản 1.6 turbo 2018. Em này của em An đang lăn bánh là 46.000, chiếc này đang có mức giá là 496 triệu thôi. Màu xanh và đây là bản cao cấp nhất của Hyundai Kona anh chị nhá, sẽ được trang bị cho chị như là mâm phay này, cảnh báo điểm mù trên gương. Cửa sổ trời, ghế điện. Kona có 3 bản tất cả thì đây là bản cao cấp nhất nha anh chị nhá. Cụm đèn hậu sau là LED này anh chị này. Kona sử dụng động cơ 1.6 turbo. Bản cao cấp có cho anh chị nhiều 4 tăng đĩa ABS cân bằng điện tử. Có cảm biến áp suất lốp luôn. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao cực là gọn gàng đúng không ạ? Nội thất là màu đen nguyên bản nha anh chị nhá. Xe thì BM An đã kiểm tra check test thoải mái cho anh chị nhá. Xe thì cam kết cho chị là máy số keo chỉ zin, không đâm đụng kích tai nạn. Bao check test cho chị, các tay cửa đồng màu, có khóa cảm biến thông minh trên tay cửa. Ghế điện nha anh chị nhá. Bản này có ghế điện, lại các tabi cửa còn rất là đẹp đây. 2018. Được trang bị cho anh chị 6 túi khí an toàn, vô lăng tích hợp nha anh chị nhá. Vô lăng đây. Vô lăng 3 chấu bọc da đây ạ, có ca tự động cho chị. Đấy, và ô đô hiện tại là 46.938 km, một cái màn hình giải trí này. Điều hòa auto có cho chị như là sạc không dây. Chế độ lái đầy đủ hết nha anh chị nhá. Mọi chi tiết là nguyên bản với chiếc xe như thế này. 2018. Có cảnh báo điểm mù trên gương nha anh chị nhá, trên gương chiếu hậu này. Đó. Chiếc này động cơ 1.6 turbo thì mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Đấy, đây, phần khoang hành lý đây. Anh chị tham quan. Quay rất là nhanh thôi. Anh chị cần hình ảnh hay là thông tin giấy tờ thì chị báo em An nhá. Các đinh bấm nguyên bản chưa tháo mở này. Các ốc cốp sau cũng vậy, nguyên bản nhá. Đấy. Những chi tiết mủ này thì anh chị có thể thấy là gần như là chưa có xước sát gì cả, mới tinh luôn. Đấy. Vỏ sơ cua thì nguyên bản theo xe anh chị nhé, vỏ nhỏ thôi, vỏ nhỏ thôi. Kona Turbo 2018, 496 triệu mức giá cực kỳ đẹp luôn. Sơn xi đồng nhất, đồng áng căng đúng không ạ? Anh chị thấy gần như là lớp sơn không có nhiều thay đổi. Đấy, trên phần kính cửa và các táp bị cửa đây, đó. Đấy, keo chỉ không mất một phần keo vật chỉ nào. Những cái bậc lên xuống đều có inox chống trời xước rồi. Xe rất là đẹp anh chị nhá, liền lạc sẵn anh chị đi thôi. Như chiếc xe này thì anh chị có thể vay banh được khoảng tầm gần 300 triệu, gần 300 triệu. Đó. Khi mà chị mua xe bên em thì ngoài vấn đề chị được viết cam kết bảo hành bằng văn bản nên chị được quyền check test tại hãng hoặc gara tùy ý nhá. Đấy, bên em sẽ cam kết cho chị về mặt pháp lý này, phạt nguội này, về mặt chất lượng xe. Và chắc chắn rồi, với một chiếc xe đã qua sử dụng thì việc xước sát cọ quẹt là không tránh được. Khám phí chiếc này còn đến tăng 6/2025 cho anh chị miên man nhá. Đấy, Kona 2018. Cụm đèn pha của Kona sẽ là làm thấp này anh chị nhá. Và đây là giải LED định vị ban ngày, tích hợp sinh nhan gương, biển 70 Tây Ninh. Đây, cho anh chị tham quan động cơ này. Động cơ này, chiếc này thì hiện tại là đã ra tên đổi biển rồi chị nhá. Gốc là Đồng Nai, 1.6 turbo, siêu mạnh mẽ luôn. Các mốc má vè này hay là ốc cabo là nguyên bản. Keo chỉ là bao zin cho chị nhá. Keo chỉ là zin hết nha chị nhá, keo chỉ là bao zin cho chị hết. Tất cả cabo, cốp hay là bốn linh cửa là zin. Chiếc này đang là 496 chị nhá, 496 triệu cho em Kona này 2018, 1.6 turbo. Và đây bên cạnh của em An là em Kia Soulet, em này của em An là 2022 bản Deluxe. Chiếc này thì cũng khá nhiều chị hỏi nhưng mà em này chưa có duyên để đi. Khá nhiều chị đến coi hỏi rồi nhưng mà chưa có duyên. Anh chị thì làm banh, anh chị tài chính này đang thiếu nên tâm ra là nó lại chưa có duyên để đi. Đèn bi gầm, cụm đèn pha halogen. Chiếc này là bản Deluxe hay gọi là bản thiếu nha chị nhá. Em An cũng phải chia sẻ rõ ràng với chị. Dàn vỏ theo xe và em này thì sơn zin có thể tự tin với chị là 99% đấy ạ. Tất cả dàn vỏ theo xe, mâm phanh nguyên bản, sinh nhan gương tích hợp. Và khám phí còn đến tháng 2/2025. Chiếc này mua mới là tháng 8/2022 chị nhá. Về mưa, phim vách nhiệt cũng đã có sẵn rồi. Các chi tiết chén cửa này thì chủ xe vào nha, tay cửa đồng mỏng. Và hai mẫu xe này anh chị có thể thấy là khoảng sáng gầm thì Kia Soulet tốt hơn một chút so với Hyundai Kona đúng không ạ? Đấy, khoảng sáng gầm đây anh chị còn quan sát. Nhưng mà thật ra thì những chiếc xe gầm cao này thì mang lại cho anh chị đặc biệt là những mẫu 5 chỗ gầm cao cỡ nhỏ thì anh chị sẽ linh hoạt hơn trong những cái địa hình mà nó chật trội đúng không ạ? Và gầm cao thì anh chị có thể là đi trong phố, nhiều lúc là trời mưa thì là anh chị đi nó cũng rất là yên tâm đúng không ạ? Đấy, ghế da đã lên này anh chị này, phủ táp lô đã lên. Và xe này thì mới đi có 3.800 cây nên là cái mùi xe mới nó không có lẫn vào đâu được anh chị ạ. Đây, chủ xe cũng rất là cẩn thận này, ốp tay thắng này,
Đấy, cục ẩn số điều hòa chỉnh cơ thôi chị nhá. May mắn là đã lên màn hình Android rồi và có cam hành trình phía trên luôn chị. Keo chỉnh thì tất cả là zin hết nha chị nhá. Xe màn bán thì không bán xe lỗi nên là tự tin cho anh chị luôn. Anh chị yêu quý hay là tin tưởng thì anh chị cứ yên tâm. Ngoài bán ra thì Meman còn viết bằng văn bản cam kết nên là cái việc mà anh chị lựa chọn việc mua xe qua siêu thị, qua cơ sở lớn thì rất là yên tâm. Hiện tại thì cũng có một cái lời khuyên rất là chân thành cho anh chị rằng anh chị khi mua xe thì mình nên lựa chọn những nơi uy tín, có thương hiệu, mua xe thì sẽ đảm bảo chất lượng và thú thực. Như nhà Man đây, ngoài bán ra cho anh chị, nhà Man còn phải bảo hành với chị nữa, cam kết sau bán hàng. Như chiếc xe này thì anh chị còn bảo hành hãng rồi, anh chị cứ vào hãng anh chị bảo hành thôi. Logo mới nhé, 22 thì bắt đầu có logo mới rồi. Chiếc này mà được cái số 5 mà đằng sau số 4 thì VIP luôn anh chị. Hai mắt cảm biến sau và phần cốp sau là nguyên là một cái dây led này anh chị này. Phần cốp sau nguyên một cái dây led là sau. Màu trắng rất đẹp nhá. Kia Soulette 2022 đây cho anh chị tham quan phần khoang hành lý này. Rất rộng nha anh chị nhá, rất là rộng. Đây chị có thể quan sát này, tha hồ chị để đồ luôn. Có một cái phủ cốp này. Vỏ sơ cua là bánh lớn nha anh chị nhá, chưa lăn. Bánh lớn. Các chi tiết ốc cốp sau này chưa tháo mở. Soulette và với động cơ 1.5 thì mức tiêu nhiên liệu cũng rất là tiết kiệm anh chị ạ, rất là tiết kiệm rồi, chỉ dao động khoảng 5.97 cho đình kết hợp thôi ạ. 5.97 thôi. Đây cho chị tham quan phần hậu thân xe này. Ở phần trên sẽ có phần gác mu, nhìn cái xe rất là trường xe đúng không? Rất là trường xe luôn. Và dàn vỏ này, những cái tem giấy bên trong vẫn còn nguyên này. Đi có 3.800 cây thì nó khác gì xe mới đúng không ạ? Góc cảng vẫn là sườn zin hết nha chị nhá. Đấy. Quá đẹp rồi. Soulette 2022 đang có sẵn tại showroom siêu thị ô tô Bình Dương nhà em ăn. Anh chị lên xem xe chạy trải nghiệm và chúng ta có thể là chốt thêm một cái giá tốt hơn cho chị. 509 triệu cũng là mức giá mà BMAN đưa ra, cực kỳ là tốt, rất là cạnh tranh với chất lượng chiếc xe và với đời này. Tất nhiên với những chiếc xe lướt thì anh chị sẽ không tiết kiệm quá nhiều so với xe mới đâu. Những chiếc xe này sẽ dành cho những anh chị nào mình đang cần kiếm một chiếc xe đời cao, đi ít km và tiết kiệm chi phí lăn bánh so với xe mới thì đây là chiếc xe đáng để chị lưu tâm nhá. Tất nhiên là xe lướt thì nhiều anh chị khi mà em ăn quay thì nhiều anh chị bảo là ô có rẻ hơn xe mới là mấy đâu, nhưng thú thực với anh chị thì anh chị tiết kiệm được cái chi phí lăn bánh cũng đã rất là ok rồi, và một chút tiền khấu hao xe thì cũng đã rất là ok rồi anh chị ạ. Logo mới, vô lăng tích hợp anh chị ạ, vô lăng bọc da. Đây 3.883 km chọn như xe mới đúng không ạ? Mua xe mới làm gì? Thay vì mua xe mới thì mua một cái cặp này cho em ăn. Quá lướt rồi. Động cơ 1.5. Tất cả những chi tiết vỏ mâm là nguyên bản hết nhá. Đây để em ăn cho chị tham quan phần động cơ này. Động cơ 1.5. 509 triệu là chị đã có một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Vô cùng là mới. Siêu lướt đúng không ạ? Đây động cơ 1.5 đây. Anh chị có thể quan sát cho em ăn ốc chân máy nhá. Ốc má vè này hay là ốc cabo nguyên bản. Đây, em ăn đang bật máy lạnh nhá. Rồi. Em Hoàng An vừa gửi đến tất cả chị và thân yêu của em ăn một cặp xe 5 chỗ gầm cao để cỡ nhỏ đến từ thương hiệu Kia và Hyundai. Kia Soulette 2022 3.800 cây, 509 triệu lên full đồ chơi. Hyundai Kona 2018 1.6 turbo 46.000 km. 496 triệu. Anh chị quý hàng thân yêu yêu thích và quan tâm về một cặp xe này hãy lên trực tiếp BMAN nhé. Siêu thị ô tô Bình Dương ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem trải nghiệm xe. Một lời cảm ơn chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của em An. Em An xin gặp lại chị ở những video tiếp theo. Xin chào.